Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Edit Ri lúc nhận được thời gian và địa điểm phỏng vấn từ bên phía đạo diễn chung, người đại diện Cao Lương lập tức gọi điện cho tạ thời giả. Tạ thời giả đang chạy bộ, vì phải quay một bộ phim mà y tục những 20 cân, mới vừa đóng máy xong, hiện giờ y đang phải đi theo kế hoạch khôi phục dáng người do chuyên viên dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình đề ra, khoảng 10 kg theo cân đo Việt Nam y lau lớp mồ hôi sau khi dùng máy chạy bộ, đặt điện thoại lên bàn. Chuyện gì? Sắc mặt của Cao Lương trong màn hình có vẻ không tốt lắm. Khách sạn Vạn Lệ, 3 giờ chiều ngày 19 tháng 8. Tạ thời giả cười. Phỏng vấn à? Cao Lương đen mặt nói. Đúng, còn phải phỏng vấn nữa tôi thật sự không hiểu bên thần châu kiếm đã nói rõ là muốn cậu đóng năm chín rồi ip lớn luôn các c chín nghìn vạn cậu lại không chịu cái bộ phim bên đạo diễn chung kia là hai năm chín các c thì khỏi nói lại không được chiếu trong nước cậu giải thích cho tôi nghe cậu tính làm cái gì nguyên văn là ít đại ít ip. ip là viết tắt của Internet property sở hữu tài sản trí tuệ chỉ các phim chuyển thể từ tiểu thuyết game hoạt hình đã có độ ho và số lượng người hâm mộ nhất định thời dạ dùng khăn mặt lau mồ hôi không để ý lắm trả lời muốn ra nước ngoài giành giải đó phim của đạo diễn chung có biết bao người chen nhau vỡ đầu để tham gia ông ấy yêu cầu cao là chuyện bình thường cao lương không cam lòng nói cậu cũng biết tốc độ quay phim của đạo diễn chung mà nhanh thì cũng phải quay đến nửa năm có khi kéo dài đến mấy năm cũng có những người khác có thể lề mề ở trong đoàn phim lâu như vậy nhưng cậu thì không thể, cậu có biết là sẽ mất bao nhiêu fan không? Tạ thời giả chỉnh âm lượng của loa điện thoại thấp xuống, mặc kệ cho Cao Lương gào thét, y ngay người đứng đó. Thật ra Cao Lương lo lắng cũng phải. Năm nay tạ thời giả đã 29 tuổi, từ năm 22 mới gia nhập giới nghệ sĩ y đã bắt đầu ho, ho đến mức vô lý, là bằng chứng cho câu ho lên nhờ số mệnh. Rõ ràng không có tác phẩm nào đặc biệt nổi tiếng, chỉ dựa vào khuôn mặt cộng với mấy bộ phim chuyển thể mà hot đến không thể tin được, nhảy vọt lên làm idol hàng đầu. Các quảng cáo, phát ngôn thương hiệu liên tiếp ập đến, 3 ngày thì có 2 ngày lên hot sớt. Năm nay y đã 29 tuổi, qua năm nữa là 30, đối với một ngôi sao idol mà nói thì tuổi đã hơi lớn rồi, đang đứng ở vị trí rất lúng túng. Trong giới liên tục xuất hiện những gương mặt tươi mới thu hút, cho dù có là tạ thời giả, cũng đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Tạ Thời Giả bây giờ không thể không đối mặt với việc chuyển nghề. Y muốn làm diễn viên, từ lúc mới ra mắt đã muốn rồi. 29 đối với một idol là quá già, nhưng đối với một diễn viên mà nói, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Anh để điện thoại trên bàn, đi tới đi lui tự làm cho mình một cái sandwich đơn giản cùng với sữa chua. Cao Lương thấy trước màn hình không có ai, cũng biết mình khuyên không nổi, đành phải dùng cách khác. Quả nhiên, khi Tạ Thời Giả nghe thấy cái tên đó, động tác nhàn nhã lập tức khựng lại, đặt sandwich về lại trong đĩa, cầm điện thoại lên dơ về phía mình, nhíu mày nói. Phó hút. Không phải anh ta giải nghệ rồi sao? Cao Lương vội nói. Vừa mới về nước xong, anh ta vốn là trò cưng của đạo diễn chung, lần này phim có hai năm chính, vai còn lại chắc chắn là anh ta. Cao Lương mang phó hút ra, lập tức thấy trên mặt nghệ sĩ nhà mình hiện vẻ không vui. Tạ thời giả luôn giữ nụ cười trên môi, E quy cao, tính cách kín đáo, lại không thích đánh giá người khác, thế nên nhân duyên trong giới luôn rất tốt. Rất ít khi thấy y tỏ thái độ với một người nào đó, dù có là thái độ tốt hay xấu. Nhưng riêng Phó Húc, tạ thời giả lại rất ghét anh ta. Thậm chí tạ thời giả còn dặn Cao Lương chặn hết mọi tin tức về Phó Húc, đừng để cho y nghe được hoặc nhìn thấy. Đối với chuyện giữa Phó Húc và tạ thời giả, Cao Lương cũng không rõ lắm, chỉ biết hai người họ học chung đại học. Phó Húc là đàn anh của Tà Thời Giả, lớn hơn y 2 tuổi, nhưng lại gia nhập giới nghệ sĩ sớm hơn y 8 năm. 16 tuổi Phó Húc đã gia nhập giới nghệ sĩ, 18 tuổi đã nhờ vào vai diễn trong bộ phim Đời gió mà giành được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Tuổi còn nhỏ đã được đạo diễn Chung Sương Minh nổi tiếng coi trọng, Chung Sương Minh không chỉ một lần tuyên bố trong các bài phỏng vấn rằng Phó Húc có thể hoàn mỹ thể hiện những gì ông muốn, anh là một thiên tài trẻ tuổi đã có được danh hiệu cao quý nam chính xuất sắc nhất, Phó Húc thật sự là vừa vào giới đã đạt đến đỉnh cao. Có sự coi trọng của Trung Sương Minh, lại thêm thực lực của chính mình, anh chưa bao giờ thiếu tài nguyên, con đường của Phó Húc càng ngày càng suôn sẻ, liên tiếp đoạt đủ các loại giải thưởng. Nhưng không ai ngờ được, 4 năm trước, Phó Húc đột nhiên căm ô út, sau đó trầm rộ giải nghệ, mang theo người yêu đến nước Mỹ kết hôn. Ngày đó, các lập trình viên của Weibo, không cần biết là đang trong tuần trăng mật hay là đang chăm người nhà bị ốm tất cả đều phải về công ty tăng ca phó hút quá tùy hứng thật sự quá mức tùy hứng công ty chủ quản của anh cũng choáng váng hoàn toàn không biết đến chuyện này nếu là người bình thường thì chuyện cũng sẽ không náo động đến như vậy nhưng đây là phó hút tuy nói phó hút không bán sắt không marketing không đi theo con đường idol nhưng danh tiếng trong nước vẫn rất cao mấy năm trước mạng Internet vẫn chưa thịnh hành đến vậy, các bộ phim truyền hình do đài truyền hình phát sóng, 10 bộ thì có đến 5 bộ là phó hút góp mặt. Có phóng viên đi hỏi Chung Sương Minh có cái nhìn như thế nào đối với chuyện của phó hút, Trung Sương Minh chỉ thở một hơi thật dài, lắc đầu xua tay, tỏ ý không muốn phát biểu. Bộ dáng Trung Sương Minh không giống trách móc, mà giống như hối hận và đau lòng. Về sau, đối tượng kết hôn của phó hút bị bới ra, là một người con trai, chính là người diễn nhân vật bạn học nhạc xuân mà nam chính lâm phong trong bộ phim đợi gió dành tình cảm khác thường cho tư nam lúc ấy mọi người mới hiểu vì sao chung xương minh lại hối hận và đau lòng đến như vậy phó hút nhập vai quá sâu ông lại không nhận ra rồi ở bên tư nam ông vẫn không nhận ra vậy tư nam là ai nếu truy tìm cả gốc gác thì chỉ là một diễn viên nhỏ gần như trong suốt rõ ràng cũng là nam ba trong phim đợi gió nhưng sau đợi gió lại không có được tài nguyên tốt hơn kỹ thuật diễn cũng không thể so với thời kỳ đóng đợi gió tư nam chính là điển hình của loại diễn viên một khi tách khỏi kịch bản và sự giúp đỡ của đạo diễn hoàn toàn không được ai nhớ đến chuyện giữa cậu ta và phó hút bùng nổ ra mọi người không khỏi bừng tỉnh có khi là diễn xuất ngày đó của cậu ta có một nửa là tình giả thành thật nửa còn lại là tình cảm thật sự năm đó chuyện này rất náo động Hai người trong cuộc cũng không có ý định trả lời báo chí, lại chưa đến mấy ngày sau, tin kết hôn được tung ra, lại là một trận mưa gió bão bùng. Khi ấy, Cao Lương vừa mới đảm nhiệm làm người đại diện cho tạ thời giả, tạ thời giả vừa kết thúc một bộ phim cổ trang chuyển thể tên là Hoàng đế của ta, cực kỳ cực kỳ hot, trở thành nghệ sĩ đắt giá nhất công ty, công ty lập tức cho ác chủ bài làm người đại diện cho tạ thời giả, dùng tất cả tài nguyên đến trước mặt tạ thời giả. Khi vừa mới bắt đầu Cao Lương còn sợ là làm người đại diện cho tạ thời giả sẽ rất khó khăn, đến lúc tiếp xúc với người này, hắn mới phát hiện ra là mình quá cả nghĩ rồi. Làm người đại diện cho tạ thời giả cực kỳ bất lo, y đối đãi với mọi người như gió xuân mơn mang, thái độ làm việc rất tận tụy, thật lòng mà nói, có vài người thật sự nên ho. Mà lần đầu tiên Cao Lương thấy tạ thời giả thất lễ, là trong bữa tiệc mừng bộ phim Hoàng đế của ta, bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, bỗng có tiếng di động của rất nhiều người vang lên. Mọi người lấy di động ra xem, lập tức cả hội trường bắt đầu xôn xao, nhào nhào châu đầu ghé tai, vừa nhìn là biết đã có chuyện lớn xảy ra. Cao Lương đang chút rượu lấy lòng đạo diễn, mắt thì nhìn chầm chầm tạ thời giả để tránh việc y uống quá nhiều. Không ngờ cả đạo diễn cũng lấy di động ra xem. Sau khi tạ thời giả nhìn tin tức trong điện thoại, trực tiếp cầm theo chai rượu rồi đi mất. Nhân vật chính của bữa tiệc đã đi, các diễn viên khác trong đoàn thì còn đang mãi mê buôn chuyện hóng drama, đạo diễn và nhà sản xuất thì bận bàn tán, lúc này không một ai có tâm tư để ý đến sự biến mất của diễn viên chính. Có chuyện rồi, Cao Lương vội vàng đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa lấy điện thoại ra, rốt cuộc là ai vậy, drama gì đây, chẳng biết chọn thời gian gì cả, sớm không tung muộn không tung, cứ phải tung ra đúng cái lúc này, bầu không khí ăn mừng của bữa tiệc đã bị phá hỏng rồi. Cao Lương nhìn tin tức trên di động, lập tức choáng váng. Phó hút, là phó hút đó sao? Cầm ô út rồi còn giải nghệ kết hôn. Ô oh wow, scandal lớn thật đấy, như này thì người ta tiêu hóa kiểu gì? Khi Cao Lương tìm được tạ thời giả, tạ thời giả không hề đi xa, một mình trốn trong một căn phòng khác của tòa nhà, bật một chiếc đèn nhỏ, yên lặng uống rượu. Tạ thời giả rất đẹp, thậm chí còn có nét giống phó hút. Dưới ánh sáng yếu ớt, vẻ đẹp của y vẫn xuất chúng mà có chiều sâu ngũ quan thật sự không thể bắt bẻ được những người đẹp luôn có nét tương tự nhau chỉ là mỗi người một vẻ mỗi người có một khí chất khác biệt khí chất của tạ thời giả rất xuất chúng so với phó hút thì y càng thêm anh tuấn điều này có cả mặt tốt lẫn mặt xấu mặt tốt chính là có gương mặt đẹp đã quá đủ để phát triển trong giới giải trí mặt xấu chính là trên con đường đóng phim nó lại trở thành hạn chế rất lớn đừng lấy việc Phó Hút cũng đẹp trai làm ví dụ, người ta chính là thiên tài. Phó Hút thật sự có bản lĩnh làm một diễn viên nhìn mặt, anh ta có thể khiến cho khán giả không hề bận tâm đến việc mình đẹp trai cỡ nào. Tạ thời giả lại không làm được như vậy, thế nên cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có phim chuyển thể muốn tăng độ hot mới tìm đến tạ thời giả. Những bộ phim nghệ thuật đứng đắn có chiều sâu, gần như sẽ không cân nhắc đến y giờ phút này, tóc mái của tạ thời giả rủ trước trán, Mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Y đã uống quá nửa chai rượu, cả người suy sụp, tràn đầy mùi rượu. Cao Lương chỉ một khắc không nhìn thấy người, Tạ Thời Giả đã uống nhiều đến như vậy. Hắn cẩn thận nói: "Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu, cậu muốn quay lại không?" Tạ Thời Giả không trả lời. Không muốn quay lại thì thôi, nhưng cũng phải nói với đạo diễn một câu, xin lỗi người ta, nói mình không khỏe rồi hẳn đi. Cao Lương nói: mấy bữa tiệc kiểu này thường không thể ra về trước nhưng ai bảo tạ thời giả đang hót chứ tạ thời giả lại uống một hớp rượu cuối cùng y nói ra một câu giọng nói của y khàn khàn đẫm vị cồn khiến nó mang theo một sự gợi cảm êm tai đến nỗi khiến người nghe cảm thấy nóng bừng giọng điệu mềm mại nhưng lời nói lại máy móc y nói tôi ghét phó hút sau này đừng để tôi thấy anh ta cao lương hoảng sợ nghĩ rằng tạ thời giả rượu vào lời say vội vàng nhìn quanh, chỉ sợ bị người ta nghe được hoặc ghi âm lại. Dù hiện giờ Phó Húc đã rơi vào tình trạng như vậy, nhưng anh vẫn không phải người mà tạ thời giả có thể đắc tội. Cũng may là tạ thời giả nói xong lời này, bèn ngã xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau y tỉnh lại, Cao Lương thăm dò hỏi y có nhớ rõ chuyện tối hôm qua không? Tạ thời giả nhíu mày, yếu ớt nở nụ cười, lễ độ nói xin lỗi, hỏi mình có làm gì mất lịch sự không, thật sự rất xin lỗi chỉ là tối hôm qua y có hơi quá vui sướng thôi cao lương lắc đầu cậu nói cậu ghét phó hút hắn có chút do dự không biết có nên tiếp tục đề tài này không hay là coi như mình không nghe thấy giả vờ như không biết nhưng là một người đại diện bắt buộc phải hiểu rõ nghệ sĩ mà mình chịu trách nhiệm nếu không thì sau này xảy ra chuyện sẽ không biết nên xử lý như thế nào tạ thời giả nghe vậy mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên sau đó y thản nhiên gật đầu. Không sai, tôi ghét anh ta. Vô trách nhiệm. Uổng phí tài năng. Quá mức tùy hứng. Do còn đào song song với hai bộ kia nên hai bộ kia sẽ được ưu tiên hơn. Mị sẽ cố gắng ra 1.3 chương tuần cho bộ này nha. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.